Các bạn đang nghe chuyện tại kênh đọc truyện Góc Nhỏ Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Góc Nhỏ Radio nhé. Tác phẩm Tiên Giả Tác giả Vông Ngữ Qua giọng đọc Cao Minh Thiện Tập 22 Chương 43-44 hai người được khôn đồ tuyển chọn không ai khác đó chính là ô bảo và viên minh viên minh ô bảo các người bước ra hô quả chứng lão không nói hai lời lúc này quát ô bảo bước ra khỏi hàng đầu tiên vẻ mặt có một chút tự hào viên minh thì con mày từng bước chậm rãi mà đi ra thái độ của hai người có sự khác biệt rõ rệt còn những thú nô lông sù khác thấy thế ai nấy đều than thở ghen tị không thôi Chọn xong các người lập tức xuất phát đi Hút quả chứng lão nói Đa tạ Nữ tử với đỏ trần uyển Ôm quyền tạ ơn Ba người còn lại cũng cáo từ một tiếng Liền mang theo viên minh cùng với ô bảo Hướng thập vạn đại sơn cùng xuất phát Trong khoảng thời gian này các người cũng phải tiếp tục săn bắt hùng thú Một khi các đệ tử ký danh chịu quán Các người không được kháng cự trái mệnh lệnh Ta tin tưởng các người sẽ không có trái lệnh Hô quả chứng lão cuối cùng nói một câu Sau đó giải tán mọi người Mấy tên đệ tử ký danh kia đi ở phía trước Tốc độ khá nhanh Viên Minh cùng ô bảo hai người Vội vàng đi theo sau Càng nhìn càng giống như là tùy tùng Chứ không phải là người dẫn đường Bất quá Để đến khi mấy người đó xuyên qua hạp cốc Chính thức tiến vào trong khu vực hung thú hoạt động Thì những người đó mới liền ngưng lại Trần Quyển từ trong ngực lấy ra một cái tấm bản đồ bằng da thú, trải ra trên một tảng đá, gọi hai người viên minh đến hỏi. Hai người các ngươi có ai từng đi đến nơi này chưa? Những ngón tay mạnh khảnh trắng nõn của nàng đang điểm vào vị trí ở cái vực sâu trong thập vạn đại sơn. Ô Bảo nhìn kỹ một lát, trong mắt lại nổi lên vẻ mê hoặc. Bọn họ là những thú nô lông xù, cho tới bây giờ đều là muốn đi tới nơi nào thì sẽ tính trước chỗ đó. Nhiều nhất là nhớ cái lộ trình trở về. Cái loại bản đồ như thế này cho gã xem gã cũng không có hiểu. Ngược lại viên minh, câu mày, nhìn thập phần cẩn thận vẽ chầm ngâm. Ngươi biết không? Trần Nguyễn hỏi, ô bảo lộ vẻ khó xử, chỉ có thể lắc lắc đầu. Nhưng mà nhìn cái bộ dáng của viên minh trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng người người giả bộ cái gì chứ Trần Nguyễn Sư Mũi Ta mang bọn chúng tới Là chỉ muốn nhờ một vài việc vật Người thật sự nghĩ là trông cậy được Và bọn họ hay sao chứ Khung đồ nhích miệng cười Lắc đầu nói Chúng ta hiện đang ở cái lối vào hẻm núi Vị trí đó là chỗ này nè Khu vực xa nhất ta từng tới Chính là cái rừng trúc này Khoảng cách người hỏi lão chỗ này Vậy còn ít nhất khoảng 2 ngày đi bộ đấy Lời hắn vừa dứt Thanh âm của viên minh liền vang lên Nghe vậy đôi mắt có Trần Uyển Vốn đã không ôm hy vọng gì Chợt vội sáng lên tiếp tục hỏi Khoảng cách từ đây đến rừng chút mà người nói Thì mắt bao nhiêu có thể đi tới hả Nếu như né tránh phần lớn hung thú Cố gắng đừng để gặp mà phải chiến đấu Thì khoảng 5 ngày là có thể tới Vì mình nói Trong lúc nói chuyện Hắn ngẩng đầu Tầm mắt hướng ra bên ngoài lại nhìn thấy cái tên đệ tử luyện lưu đường tên là Ba Đạt kia. Tầm mắt của gã đang cụp xuống, dường như là đang rơi trên cái đùi ngọc thôn thả của Trần Uyển. <laughs> cái gã này nhìn có vẻ nhút nhát, nhưng mà cũng là cái loại không thành thật gì á. Phi Minh tuy rằng trong lòng kinh bỉ, nhưng mà cũng không có xen vào việc của người khác mà vạch trần. Nếu mà cởi linh thú thì cũng không cần tới năm ngày đâu. Khung đồ mở miệng nói, dứt lời hắn giơ tay lên vỗ cái túi linh thú ở bên hồng miệng túi lúc này có một đạo thanh quang bay ra rơi vào cách đó không xa từ đó hiện ra một cái con cự lan màu xanh thân dài chừng hai trượng con sói này cả người cơ bắp đầy đặn trong hai con mắt hiện ra cái màu đỏ sậm nhàn nhạt, nhạt giữa mi tâm sinh ra một cái bụi lông màu trắng phía trước miệng hai cái răng sắc nhọn mà dài lộ ra bên ngoài có vẻ vừa hung lệ lại uy mãnh Trần Nguyễn Sư muối, Thành làng của ta chính là nhất cấp thượng dạy hùng thú Không chỉ là tốc độ cực nhanh Hơn nữa chạy thập phần thoải mái ổn định Không bằng người cởi cùng ta đi Khung đồ vẻ mặt tươi cười Mời nói Nghe nói vậy Không đợi Trần Uyển mở miệng Người cùng với khôn đồ Từ linh thú đường cùng nhau đến Chính là nữ tử ương thiền Lập tức nhíu mày Hiển nhiên rất là bất mãn Với cái kiểu lấy lòng của sư quân khôn đồ Đa tạ hảo ý của sư Quynh Không cần đâu Ta có linh thú của mình rồi Sắc mặt của Trần Uyển bình tĩnh Lạnh nhạt cự tuyệt Dứt lời Dơ tay lên vỗ túi linh thú bên hông của mình Lúc này có thanh quang bay ra Hóa thành một cái con tê giác da xanh Dài hơn hai trượng So sánh với thanh lang của khung độ kia Thì con tê giác da xanh này Tuy rằng hình thể nhỏ hơn một chút Nhưng mà trên đầu và cổ Đều được đeo một cái tầng giáp trụ kim loại Trên lưng cũng an trí một cái chỗ ngồi bằng da giống như là yên ngựa, nhìn cũng rất là thoải mái. Thì ra, linh thú của sư muội an chí thỏa đáng như vậy, ngược lại sư quân ta thật là đường đột mà. Khung đồ thế thế, tự nhiên là không thèm để ý chút nào, ngược lại mình cáo tội một tiếng trước. Ngay sau đó, ương thiền cũng vỗ một cái lên túi linh thú, gọi ra một cái con mãng xà đỏ rực dài bảy trượng Thân hình nhón lên một cái Đã nhảy lên trên mình con mãn xà Nửa nghiêng người mà nằm xuống Con mãn xà đỏ rực lúc này đây ngẩng người lên Tiếp nhận cái giá người thước tha của nàng Ba Đạt cũng lập tức gọi ra Cái con linh thú của mình Đó chính là một cái con heo rừng khổng lồ Cả người toàn lông đen Bộ dáng cũng không thể nào so sánh với Ba người phía trước Nhưng mà hai cái răng trắng như là tuyết kích Làm cho người ta vừa nhìn thấy Biết là không phải hung thú tầm thường khung độ sư quinh hai nữ tử chúng ta không tiện mang theo bọn họ liền để cho ngươi cùng ba đại sư đệ mỗi người mang theo một người như thế nào hả trần uyển nhìn thoáng qua viên minh và ô bảo rồi nói khung độ nghe thấy vậy liền nhíu mày ba đại cũng ngẩng đầu nhìn lại với ánh mắt tràn đầy kháng cự sư muội bọn họ chỉ là thú nô lông Sù ti tiện sao xứng kể lên linh thú của sư quân ta Ương Thiền lại vô cùng phẫn nộ, lập tức lên tiếng mà trách cứ. Chúng ta cần bọn họ dẫn đường, không để linh thú mang theo, vậy thì tốc độ sẽ chậm hơn rất là nhiều, nên mất nhiều hơn được đó. Trần Uyển không nhanh không chậm nói ra một câu. Đại nhân, đại nhân nói rất đúng á, linh thú tội kỹ như vậy, chúng ta không xứng đáng để cởi lên đâu. U Bảo vội vàng mở miệng với vẻ mặt sợ hãi. Lúc này đây ba đà cũng mở miệng nói. Chẳng Nguyễn sư tỷ à Bọn họ là thú nô lông xù Thi triển phi màu thuật Chạy lên cùng với linh thú Hẳn là không kém bao nhiêu đâu Người không cần quá lo lắng Nghe nói vậy Trần Nguyễn cũng đành phải thôi quay đầu nhìn về phía viên minh mà hỏi Người có thể đuổi kịp không Viên minh không muốn ở chỗ này trì hoãn Liền gật gật đầu Hắn tuy rằng có một chút hâm mộ Những cái linh thú của những đệ tử ký danh này nhưng mà trong lòng càng quan tâm Làm như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ Để lấy được cái phần quyết thực Càng nhiều càng tốt Vậy được rồi Chuyện không nên chậm chảy Chúng ta lập tức xuất phát Trần Uyển nói Viên Minh làm người dẫn đường Trước tiên thi chuyển phi mao thuật Hóa thành con bạch viên nhảy lên Đi sâu vào trong rừng núi Tờ ở phía sau đoạn hậu Phòng ngừa bất chất Khung đồ nhìn thoáng qua những cái người khác Mở miệng nói Trần Nguyễn không chút do dự Lập tức thúc giục Tê Giác Xanh đuổi theo Ba Đạt theo sát bên sau Ương Thiền cũng lập tức đi theo Đợi đến khi mấy người chạy ra khỏi tầm mắt Thì khôn đồ mới cưỡi con thanh lan Anh mắt quét về phía ô bảo Duyên Minh này nhìn không giống là một kẻ ngốc Có thể thu vào dưới chướng hay không hả? Khôn đồ mở miệng nói Ô Bảo nghe vậy Trong lòng khẽ rung lên Dội dàng nói Chủ, chủ nhân ạ à, người này rất là kiêu căng không phải là hạng người có thể chịu ở dưới chướng người khác đâu lúc trước ta từng thử mời chào hắn chẳng những không chịu còn giết không ít người của chúng ta đó <laughs> thôi bỏ đi chỉ là hung thú mà thôi muốn thì coi cả đống lần này ta sẽ giúp người trừ khử hắn bất quá sau này mỗi tháng các người dân lên đồ đạc phải thêm một thành đó khung đồ nghe vậy nhíu mày lập tức nói đa, đa tạ chủ nhân ô bảo lập tức nói ta bồi dưỡng thành lang bang cùng với linh cầu đường các người là muốn các người làm việc cho ta, không phải gây phiền tối cho ta. cái loại chuyện này lần sau không diện dẫn lý lẽ nữa. sau này mà xảy ra nữa thì vị trí của ngươi và kim khôn hãy để cho người khác ngồi đi. Khung độ nói xong, không chế thành lang chạy như bay. ô bảo liên tục gật đầu, mồ hôi lạnh đã chảy đầy sống lưng, cũng vội vàng thi triển phi mao thuật hóa thân thành một cái con sói lòng xanh chạy như điên đuổi theo một đêm tối vào cuối mùa thu. Trong rừng núi sinh ra lửa chạy hừng hực, bốn người khôn độ ngồi vây quanh đống lửa ăn thịt vừa mới nướng chín. Bốn con linh thú phân biệt lẫn nhau nằm cuộn tròn phía sau chủ nhân, hình thành nên một cái vòng vây đặc thụ đem bọn họ bảo hộ ở bên trong. Viên Minh và Ô Bảo, hai thú nô lông sụ, tự nhiên là không có tư cách cùng bọn họ chung sống, được an bài ở ngoại vi cảnh giới xa hơn. Gió đêm thổi qua, Viên Minh một mình ngồi xếp bằng ở trên một gốc cây đại thụ, nhắm mắt khoanh chân, ngồi thuyền tu luyện. Khu vực này hắn rất là quen thuộc. Nơi này vốn là địa bàn của một con thằng lằn vẫy xanh. Tháng trước đã bị hắn giết. Trong thời gian ngắn tạm thời sẽ không có hung thú nào khác an gia ở chỗ này. Hơn nữa hiện tại đã có bốn con linh thú thủ hộ. Kỳ thật căn bản cũng không cần bọn họ canh giữ. Đúng lúc này, tay của viên minh đột nhiên khẽ động, lập tức mở hai mắt ra, hướng về phía rừng cây đen kịnh xem xét. Chợt nhìn thấy một cái bóng đen nhanh chóng từ trong cái bụi cây lướt qua. Hắn lập tức xoay người nhảy xuống hướng về phía cái bóng đen mà đuổi theo. Nhưng mà còn chưa đuổi theo được mấy bước thì đã thấy cái bóng đen ở trước đột ngột ngừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía của mình. vi Minh giật mình, lập tức ngừng lại, đối mặt với cái bóng đen kia. Chỉ thấy cái thứ kia thân cao gần 8 thước, thân hình hoàn toàn khác với con người Lòng lá mọc đầy thân Ngay cả trên mặt cũng không ngoại lệ Nhưng mà nhìn qua giống như là một con vượn già lông trắng đứng thẳng Nhưng mà cái đôi mắt của nó lại đỏ tươi Trong đêm tối đều phản xạ ra hào quang khát máu Nhìn thấy cái vật ấy, sống lưng của viên minh chợt lạnh lẽo Đúng lúc này, phía sau của viên minh có một trận tiếng ồn ào truyền tới Không xong rồi, bị giáp công Viên minh trong lòng rùng mình, chờ cảm thấy tình cảnh không ổn ở bên kia Đúng lúc này Có một tiếng của nữ tử truyền đến Ngay sau đó Mấy cái đạo nhân ảnh từ phía sau vọt tới Đi bên cạnh của viên minh Chính là mấy người của Trần Uyển Viên minh thở vào nhẹ nhõm Xoay người lại nhìn về phía con quái vật kia Lại phát hiện phía trước trống không Đã không còn thấy bóng dáng nữa Sao? Sao ngươi lại ở đây? Trần Uyển vừa nhìn thấy viên minh lập tức hỏi Ta ở bên ngoài canh đêm Phát hiện một con quái vật hình người lông trắng Liền đuổi theo Viên Minh thành thật trả lời Con quái vật đôi đầu hở Vừa nghe được điều này Khôn độ không sợ mà ngược lại còn mừng rỡ Vội vàng hỏi Trần Uyển và Ương Thiện đôi mắt cũng sáng lên Tập trung tầm mắt vào viên minh Nhìn cái dáng vẻ có một chút kinh hỉ Chạy mất rồi Giờ nãy còn ở phía trước Các người đuổi tới Thứ kia liền chạy đi rồi vi minh chớp chớp mắt rồi nói đi hướng nào hả? khung đồ lập tức hỏi vi minh cũng không có chú ý quái vật kia cuối cùng đi đến bên nào tùy ý ngón tay chỉ một hướng rồi nói hình như là ở bên kia khung đồ không nói hai lời liền đuổi theo linh thú thanh lang của hắn lướt qua cái ngang đỉnh đầu của mọi người hướng bên kia mà đuổi theo ương ừ thiện cũng lập tức đuổi theo không thi chuyển phi mau thuật cũng tùy tiện mà đuổi theo nhân tiêu người muốn chết sao trần uyển của trách viên minh một tiếng cũng lập tức mà đuổi theo ba đã cởi heo rừng lông đen cười nhạo viên minh một tiếng rồi đi theo ở phía sau nhân tiêu là cái quái gì viên minh trực tiếp lọc ra từ cái lời trách của trần uyển chỉ là đối với nhân tiêu mà cô nhắc tới trong lòng có vài phần hứng thú Xem ra tông môn của cái đám người thí luyện này dường như là với cái nhân tiêu gì đó có quan hệ à. Viên Minh hơi chậm ngâm cũng đi theo. Một nhóm người đã tìm kiếm suốt một đêm, cuối cùng cũng không tìm thấy cái gì. Nè, cái tên thú đồ kia, ngươi thật sự thấy được nhân tiêu. Khi mà cái đặng đông mặt trời đã lên cao, mọi người cũng ngừng tìm kiếm. Khung đồ có một chút không vui hướng viên minh mà hỏi. Nhân tiêu, nhân tiêu cái gì? Phi Minh sao vẻ khó hiểu Chính là con con quái vật hôm qua người miêu tả đó Khung đồ vẻ mặt tức giận nói Nếu mà ta không nhìn thấy quái vật kia Làm sao có thể miêu tả được chứ? Phi Minh hỏi ngược lại Một câu liền làm cho khung đồ cứng họng Khiến cho hắn muốn tức điên lên Nhưng mà cũng không có cái cớ gì Theo tin tức tông môn đưa cho Thì nhân tiêu sẽ không thể nào xuất hiện chỗ này được Ba Đạt mở miệng nói Có lẽ là tình huống có biến quá Tin tức điều tra phản hồi bên chấp hành đường Cũng không nhất định là chính xác mà Trần Uyển nói Viên Minh hơi dơ dự Vẫn mở miệng nói Nếu như các người khẳng định Cái con quái vật Mà tối hôm qua ta gặp là nhân tiêu cái gì đó Vậy thì năm ngoái đã từng có người gặp qua rồi á Người đang nói cái gì vậy Năm ngoái Nó ở đâu Trần Uyển vội vàng hỏi Nhưng mà những người còn lại Cũng là cái vẻ mặt khác thường nhìn lại Viên Minh lập tức đem cái chuyện cáp cống bị tạp kích Nói cho bọn họ một lần Chuyện này làm sao có thể chứ Ương Thiền làm ra cái vẻ mặt khó có thể tin được Khung độ quay đầu nhìn về phía ô bảo Gã ta gật gật đầu do không thể điều tra được Xem như là làm chứng cho cái lời của viên mình nói Nếu thật sự là như vậy mà nói thời gian nhân tiêu hoạt động sự giấy tin tức từ tông môn nói cho chúng ta thì sớm hơn một chút phạm vi hoạt động cũng rộng hơn đây cũng không phải là tin tức tốt lành gì trần nguyễn nghe vậy sắc mặt không khỏi ngưng trọng vài phần vậy có nên báo cáo lại cho tông môn không ba đạt thăm dò hỏi <laughs> báo cáo tại sao phải báo cáo chứ tin tức chỉ có chúng ta biết không phải là tốt hơn sao khung đồ hỏi ngược lại nếu không báo cáo Các đồng môn khác rất có thể sẽ bị tập kích ngoài ý muốn Trần Nguyễn nói Trần Nguyễn sư muội Đừng có quên Lần thí luyện này Chuyện liên quan đến chúng ta Có thể thuận lợi trở thành đệ tử nội môn hay không Một khi chúng ta trở về báo tin Thì sẽ chỉ quản hành trình Bị người khác nhanh chừng đến trước đó Khung đồ trầm ngâm nói Hắn cũng không có trực tiếp phản bác Trần Uyển nhưng mà lời nói của hắn lại làm cho thần sắc của Trần Uyển thay đổi. Mắt thấy Trần Uyển không nói gì nữa, thì khóe miệng của Khung Độ giật giật, lộ ra ý cười khinh thường. Sau đó, tốc độ di chuyển của mọi người bắt đầu chậm lại, biến thành một bên tìm kiếm nhân tiêu, một bên tiện đường mà di chuyển. Vì vậy mà mất nhiều thời gian hơn dự kiến đến 2 ngày, đoàn người của bọn họ cuối cùng cũng không thể gặp được nhân tiêu. Một tiếng sấm nổ vang rền trên không trung một cái đạo điện quang trắng như là tuyết sáng lệch đem cái mạng trời âm u đen kịnh, ngắn ngủi xé mở ra một cái lỗ hỏng những cái giọt mưa tí tách rơi xuống rừng núi vốn yên tĩnh chợt bị cái cơn mưa dày đặc che khuất trong không khí bắt đầu lan tràn ra cái mùi bụi bặm và cỏ xanh Khung độ ngửa đầu nhìn thoáng qua cái đám mây chì động trên cái đỉnh đầu gần như là áp sát đỉnh cây khống chế thành làng đi đến bên cạnh của trần uyển sư mũi Nhìn cái đám mây đen này Trận mưa này hẳn là không có nhỏ được Sắc trời cũng đã muộn rồi Các bạn chúng ta tìm một chỗ tạm thời nghỉ ngơi Để đến sau khi mưa ngưng Lại tiếp tục di chuyển như thế nào hả Gã mở miệng hỏi Viên Minh Phụ cận nơi này, này có chỗ nào thích hợp Để chú mưa nghỉ chân không Trần Uyển nhìn về phía Viên Minh hỏi Một đường đi tới Cái việc dẫn đường của Viên Minh đối với nàng ta Đã có một chút tán thành dưới sự chỉ dẫn của viên mình Mấy ngày nay bọn họ mặc dù không thể tìm được nhân tiêu Nhưng mà trên đường đi Cũng chưa từng gặp phải hung thú tập kích Có thể nói là đã thuận lợi Lợi dụng thời gian triệt để Mấy người khôn độ cùng với ương thiền Tuy rằng vẫn chứa mắt với mấy thú nô long xù này Nhưng mà cùng một dạng theo bản năng Hướng về phía của hắn Ném ánh mắt mà hỏi thầm Khu vực này ta chưa từng đi tới Chỉ có thể đi tìm xung quanh một chút thôi Phim mình nói Trần Nguyễn nghe vậy cũng không thất vọng gì, gờ cực đầu tiếp tục mà lên đường. Đi ước chừng thời gian uống một chén trà, thì tiếng sấm trên trời càng ngày càng thường xuyên, mưa càng lúc càng lớn. Ánh trời trong núi rừng đã tối sẫm lại, bốn phía đều là sương mù mịt mờ, một mảnh đen nhánh, nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp. Đúng lúc này, Vi Minh nhìn thấy trong cái núi rừng phía trước lại xuất hiện một cái mảng lớn bóng đen. Hắn một phen lau cái nước mưa trên mặt xuống, đang ngưng thần nhìn kỹ một lát thì nhìn thấy một cái đạo tia chớp hào quang sáng lên chiếu sáng ở bốn phương bên kia hình như có một căn nhà viên minh chỉ vào bóng đen hù lên nói xong hắn liền mang mọi người vội vàng chạy đến bên kia đến gần hắn mới thấy rõ rõ ràng là một cái tòa kiến trúc rách nát nửa dưới tường kiến trúc đều được xây dựng bằng đá nửa trên là đất nung từng cái mảng tường bông chốc nặng nề mặt trên phủ đầy các hố lớn nhỏ khác nhau Kiểu dáng của ngôi nhà này giống như là một cái tòa đền mà các giả nhân thợ phụng á. Bảo từ đầu đến giờ cảm giác không có tồn tại gì trong đội ngũ thì bỗng nhiên mở miệng nói. Thần miếu không có cánh cửa lớn, chỉ có một cái khung cửa trống rỗng. Bên trong đèn tối như mực, cũng không thấy rõ cái gì. Vì minh đưa tay tìm kiếm ở trong ngực, đang định lấy ra cái mồi lửa để thắp sáng, thì chợt nghe cái tiếng bên tai phần phật liền có một cái đoạn lửa to bằng cái nắm tay lơ lửng bay vào trong thần miếu quả cậu thuật vi minh theo bản năng quay đầu nhìn lại phát hiện người mới thi triển thực pháp chính là trần uyển ngay sau đó thì lại là một cái trận phần phật vang lên liên tiếp có ba bốn cái quả cầu bay vào trong thần miếu đem cả cái bên trong thần miếu chiếu sáng rực rỡ viên minh đi vào thần miếu chỉ thấy ở bên trong trống rỗng hầu như là không có bài chí cái gì mặt đất và trên tường đều tiếp tục bụi bặm dày đặc có vẻ là hoang vắng lại đổ nát vừa mới xoay người hắn liền thấy được một cái tòa thần đàn cao ba thước phía trên rõ ràng có một cái pho tượng bằng đất sét cái tượng thần kia hoàn toàn khác với những tượng thần bình thường lưng hổ eo xối hai cái đầu bốn tay chẳng những không có cảm giác uy nghiêm ngược lại có vẻ tà dị quỷ quái viên minh nhìn kỹ chỉ thấy trên vai của hắn mang hai cái đầu Nhìn cái bộ dáng không giống như con người Một cái đầu là hồ ly Một cái đầu là con sói quan Thần tượng bị hư hại cũng rất là nghiêm trọng Khắp nơi trên bức tượng Đều có thể nhìn thấy khung gỗ và rơm rạ Đều đã được lộ ra Có lẽ cũng đã bỏ quan rất là lâu rồi Hoàn hảo, hoàn hảo Mái nhà không có bị hư hại Đêm nay tạm thời nghỉ ngơi ở đây được rồi Ba Đạt nhìn quanh bốn phía một vòng Hiển nhiên đối với nơi này rất là hài lòng Ô bảo Ngươi đi ra bên ngoài mang ít thịt thú về Dị Minh Ngươi phụ trách nhặt củi đốt lửa đi Khuôn đồ phân phó một tiếng Ô bảo nhanh chóng phản ứng Chạy ra bên ngoài Phi Minh cũng thuận theo Mà đi ra bên ngoài nhặt củi Qua không bao lâu Ở bên trong thằng miếu Cũng đã dựng lên hai cái ngọn lửa chạy Một ngọn lửa là dành cho khuôn đồ Cùng các đệ tử ký danh Một ngọn lửa khác là viên minh Cùng với ô bảo ngồi đối diện trong khi ô bảo đang tận tâm tận lực Chiếu cố cái con lợn rừng đang bốc cháy Thì viên minh lại nhắm mắt nghỉ ngơi Không nói một lời Lúc này đây khung đồ bỗng nhiên nhìn về phía viên minh Mở miệng phần phó nói Viên minh Đầu hôn do người canh giữ Người ra bên ngoài xem đi Viên minh nghe thấy vậy mở mắt ra Đứng dậy đi ra bên ngoài Mưa bên ngoài vẫn còn đang tí tách Tiếng sấm nặng nề thỉnh thoảng nổ tung Chiếu sáng cả màn đêm Viên minh đi ra bên ngoài cửa miếu dựa vào cái tường đứng thẳng cái mái hiên vừa ngắn vừa nông ở trên đỉnh đầu căn bản không che được hết nước mưa chỉ trong chốc lát trên người có hắn liền ướt đẫm một mảng lớn dưới núi lạnh lẽo xuyên qua cho dù là viên minh cũng cảm thấy có một chút lạnh thấu xương chút buồn ngủ vừa rồi cũng đã tiêu trừ hết chỉ có thể chừng mắt nhìn chăm chăm cái màn đêm trong núi rừng đen kịnh trong thằng miếng truyền đến những cái tiếng nói chuyện của mấy người trần uyển viên minh cũng dựng tay mà lắng nghe rất nhanh cũng nghe được đại khái. Thì ra lần này, các đệ tử ký danh tiến vào bên trong thập vàng đại sơn cũng không chỉ có mấy người của Trần Uyển, mà toàn bộ tông môn ít nhất có hơn 100 đệ tử ký danh đều tham gia thí luyện. Mà mục tiêu thí luyện của bọn họ chính là săn giết nhân tiêu. Nghe khôn đồ nói, thông qua biểu hiện thí luyện lần này của bọn họ, tư hồ còn có liên quan đến cái việc bọn họ có thể được các trưởng lão trong tông môn nhìn chúng hay là không có thể trở thành đệ tử thân truyền của những trưởng lão này hay là không cũng chính là trở thành đệ tử nội môn. viên minh tuy rằng không rõ lắm nhưng mà cũng có thể đoán được đây nhất định là vinh dự rất là lớn nếu không cũng không đến mức để cho những người này không thiết mạo hiểm lớn như vậy tiến vào trong thập vạn đại sơn. trong đêm mưa đen kịnh không thể nhìn thấy được mặt trăng nên rất khó mà phân biệt được thời gian. Phi Minh bỗng nhiên ngửi thấy một cái mùi thịt nồng nặc từ bên trong thần miếu truyền đến, lập tức câu mũi đánh giá ở bên trong. Chỉ thấy mấy người khôn đồ ngồi vây quanh một chỗ, vẫn đang tán ngẫu như trước, mà trên cái ngọn lửa chạy trước người của ô bảo, cái con heo rừng đã được nướng toàn thân đỏ hồng, tỏ ra ánh sáng bóng mướt, nướng đến bốc dầu, làm cho miệng người ta đại động. Không nghĩ tới, cái tai nghệ của cái tên này thật là không tệ ha. Vi Minh đều nhịn không được mà tán thưởng một tiếng. Nhưng mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện chán của ô bảo đổ mồ hôi, vẻ mặt lại có một chút khẩn trương. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng về mấy người khôn đồ nhìn qua. Đang lúc hắn kinh ngạc, cái tên này làm sao nhất thời lại có vẻ lén lút như thế, thì ô bảo lại đột nhiên quay sang nhìn hắn. Phi Minh lập tức xoay người, đưa lưng về phía cửa miếu, bộ dáng nghiêm túc mà canh cửa. Sau khi dừng lại hai hơi thở, thì viên minh bỗng nhiên quay đầu lại liếc nhìn thấy ô bảo đang có một chút run rẩy từ trong ngực lấy ra một cái bình xướng nhỏ sau khi rút cái nút chai ra đem cái chất lỏng ở bên trong rắc lên người con heo rừng đang nướng hắn hắn đang là muốn làm cái gì vậy chứ viên minh trong lòng nghi hoặc hắn câu mũi lại cẩn thận ngửi ngửi nhưng mà cũng không có ngửi được cái mùi đặc thù gì lại kết hợp với cái bộ dáng chột dạ của ô bảo hắn liền biết đây khẳng định không phải là gia vị trong lòng càng thêm nghi hoặc Chẳng lẽ là đang hạ độc sao Viên Minh nhíu mày Đúng lúc này tầm mắt của ô bảo lại quay sang Nhìn về phía của viên Minh Viên Minh cũng đã sớm phát hiện Cũng đã xoay người Các loại ý niệm ở trong đầu Là hay điên cuồng bốc lên Cái gã ô bảo này Cho dù có lớn mặt thế nào Cũng không dám hạ độc những tên đệ tử ký danh này chứ Trừ khi hắn không muốn sống nữa rồi Viên Minh nhanh chóng mà quay đầu lại nhưng mà rất hiển nhiên Kẻ có thể lập ra cái băng nhóm Và trở thành thủ lĩnh Thì tự nhiên sẽ không thể vô cớ tìm tới cái con đường chết Vì mình nhớ mày Đang định xây người trở vào bẩm báo cái việc này Nhưng mà trong lòng bỗng nhiên cảnh tỉnh lại Đúng ha Gã ô bảo kia Không có khả năng là không muốn sống Hắn sở dĩ dám làm như vậy Sau lưng khẳng định là có người sai khiến Như vậy người này là ai chứ Tạm mắt của viên minh tuần tra một trận Cuối cùng vẫn rơi vào trên người của khôn đồ Đã kết thúc tập 22 của bộ truyện Cảm ơn các bạn đã theo dõi Nếu các bạn thấy hay hãy cho góp nhỏ một like, một share Và một đăng ký kênh nhé Hẹn gặp lại các bạn ở những chương mới nhất của bộ truyện tiên giả Của tác giả Vong Ngữ nhé